Thúy Miêu tên thật là Vũ Hoài Phương. Cô sinh năm 1975 tại Huế và là một nhà báo có tên tuổi với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên viết về lĩnh vực thời trang và văn hóa, xã hội. Cô được công chúng biết đến nhiều hơn khi tham gia bình luận và làm MC các game show truyền hình nổi tiếng như Solo cùng Bolero, Không Thể Không Đẹp, Chuyện Đêm Muộn. Với văn phong giàu cảm xúc và phong thái nổi bật của những người phụ nữ theo đuổi lối sống phục hưng cổ điển, Trác Thúy Miêu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ mỗi lần cô xuất hiện. Trác Thúy Miêu được sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục với ba là người con đất Huế và mẹ là cô gái Sài Gòn. Ngay từ lúc nhỏ, cô đã nhiều lần mặc cảm, tự ti và thậm chí nghĩ quẩn do không thừa hưởng được những nét đẹp của ba mẹ như chị mình. Mang theo nhiều cảm xúc tiêu cực và cuối cùng, cô nữ sinh 16 tuổi Vũ Hoài Phương nghỉ học và bỏ nhà ra đi khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cô gái trẻ Trác Thúy Miêu bắt đầu sự nghiệp bằng công việc thiết kế áo dài khi theo học và làm trợ lý cho họa sĩ Sĩ Hoàng. Sau 10 năm hỗ trợ và trở thành học trò cưng của vị họa sĩ tài hoa này, Trác Thúy Miêu nhận ra được mình là con người có cái hồn dân tộc vô cùng lớn. Nhưng điều đó không giữ chân được cô với công việc này lâu hơn. Trác Thúy Miêu đột nhiên nghỉ việc sau 10 năm gắn bó và lại bắt đầu một con đường mới, viết báo. Trở thành một nhà báo với một người chưa tốt nghiệp cấp 3 tưởng chừng không dễ dàng, nhưng nhờ sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn hóa, cộng thêm lối sống, lối suy nghĩ giàu cảm xúc trong chính bản thân mà Trác Thúy Miêu chinh phục được nhiều độc giả. Và đến hiện tại, Trác Thúy Miêu là một nhà báo có uy tín trong lĩnh vực thời trang ở Việt Nam. Cũng nhờ vào tài năng và văn phong khác lạ của mình, nữ nhà báo Trác Thúy Miêu được mời tham gia bình luận game show Solo cùng Bolero mùa 1. Chính nhờ sự yêu văn hóa dân tộc sâu sắc mà những lời đánh giá của Trác Thúy Miêu đi vào lòng người. Từ đó cô trở thành MC cho Solo cùng Bolero mùa 2 và nhiều chương trình truyền hình khác. Và điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Trác Thúy Miêu chính là niềm đam mê nhảy. Nữ nhà báo, MC đa tài này có sở thích với môn thể thao dance sport và cũng từng đại diện cho quốc gia tham dự kỳ SEA Games 23 năm 2005. Thơ mộng, ngọt ngào và đầy hoài niệm là thế, nhưng Trác Thúy Miêu vẫn luôn rất thẳng thắn thể hiện quan điểm, cảm xúc của mình trước công chúng. Trong một sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Trác Thúy Miêu tham dự với tư cách khách mời danh dự nhưng lại bị hiểu nhầm về vấn đề dress code, quy định về kiểu dáng, màu sáng trang phục, nên nữ nhà báo, MC không được vào hội trường. Điều đó dẫn đến sự bức xúc và hành động ném thiệp mời ngay tại sảnh vì cô cho rằng mình không được tôn trọng dù mặc trang phục do chính nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gửi đến. Người chồng hiện tại kém 8 tuổi của Trác Thúy Miêu là Phúc Hậu, một nhà báo rất có tiếng trong nghề. Trong tình yêu, Trác Thúy Miêu cũng có những quan điểm rất riêng. Người khác thường tìm cho mình những người lớn tuổi hơn, trưởng thành, chín chắn hơn để bảo vệ mình thì Trác Thúy Miêu ngược lại. Cô chỉ yêu những người đàn ông trẻ hơn mình và đặc biệt phải có lối sống, lối suy nghĩ như mình để dễ dàng đồng điệu trong cuộc sống.